ngắm chưa? Rồi ngắm rồi. Dạ. Cứng nha. Cứng nha. Cứng. Mình lấy đây chiều cái sắt luôn như vậy. Đây đây đây. Đây đây. Đó. Bữa có giờ đủ, có rượu không? Có rượu không? Từ từ. Anh cầm cái đuôi đi, cái đuôi để đánh mặt á. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào. Mình với lại anh Dũng với lại anh quên tên luôn rồi. Anh tên gì đi? Thịnh. À anh Thịnh. Thấy con gắn quên tên luôn rồi. Bắt con gắn ra để hôm nay là ngày quan trọng. Mình tính nuôi nó nhưng mà do là nó không ăn. Cho nên là mấy ngày nữa anh mời về nước. Mình có làm bữa cơm mời anh em góc chia sẻ tới. Để biển anh mời về nước. Con này bỏ túi không vừa? Rắn bự mọi người. Con này hôm bữa là 2,9 kg. Mà bây giờ để nó gầy rồi. Tính ra là hơn cả 2 tuần nó không ăn anh Dũng. Có Khoa mới vô với lại anh bạn của anh mời. Có anh đang vô chơi nữa. Đang lục da. Mọi người thấy gắn bự không? Giỡn hoài bớt giỡn. Đây anh mời. Chào mọi người. Phía sau là anh Kiệt. Sau nữa là bác Ba Sang. Phía sau nữa là bác Ba Sang. Wow. Cái này giống như kiểu vô sân vận động của ta. Còn thêm mấy anh em nữa đang ở ngoài trò câu cá. Con này nó yếu rồi ha. Nó đang lột da nên nó đang yếu. Lột da ăn mới ngon. Nó gầy à. Bữa giờ đâu chịu ăn đâu. Bự quá hả. Trời nó khè rồi. Nó gầy đi bao nhiêu rồi á. Mạnh lắm hả. Con này mạnh lắm, giờ nó yếu rồi đó. Tính ra em tính nuôi nó là cả gần 2 tuần rồi nó không ăn vậy. Ớ rồi. To rồi hả? Mỏi tay đúng không? Mỏi tay rồi. Mỏi tay hả? Giờ chờ là bỏ túi đi. Đây là anh Phủ. Phủ chào mọi người nè. Chào mọi người. Sao da nó lột vậy? Sao không đưa cho anh lột da nha không anh? À chơi hả? Anh Thành sao anh Thành? Thầy ngán. Hả? Ngán. Anh bắt ra được mà. Bắt thôi. Hả? Bắt thôi. Thả gian nghịch nghịch trò chơi. Mình chơi trò chơi bữa đó đi. Ờ chơi trò chơi đó bữa đó đó. Nhập hội là phải chơi trò chơi chứ. Thôi em nhập rồi. Anh nhập chưa? Anh đâu rồi? Anh nhập rồi, ai nhập hết rồi. Ta có bách bò, chuẩn bị nữa đi. Nè, bỏ đây là kéo áo lên. Nó bây giờ nha nè. Mình thả vô cái thùng đi cho nó chụp giống bữa đó. Dạ đây lấy cái thùng nước đá đi, lấy thùng. Em giỡn thôi là mất luôn, mất miếng thịt đó. Đá nè. Không, con này không có giỡn được đâu, con này không có giỡn được đâu. Thôi đừng có giỡn để lát anh mất đồ cháu. Buông ra cái mất tiêu luôn. Anh em mình chặt cái thùng nước đá đi để anh em mình uống nè. Cũng con này giờ mới phải không? Bữa giờ nó có ăn không anh? Dạ. Không, thì không, nó không ăn đó. Nó ăn rồi mình để nuôi luôn á, tại con này nó bự rồi. Giữ rồi. Cầm viết mỏi tay đúng không? Kê. Không có buông. Vô luôn kìa. Đây là anh Lộc. Lộc chào mọi người nè. Chỗ này giống như sân khấu kiểu như... Chọc chưa? Có, anh Chọc đang qua. Bự à. Bơm nước cái cửa luôn rồi, đánh chạy rồi. Hôm nay mình sẽ làm gỏi làm gỏi nấu cháo anh Dũng. Trước khi mỗi thầy thấy qua nhỉ? Làm gỏi thì giờ mình phải lột nó xong. Chúng tôi ơi, dài xuống. Xé ra thầy, xé phay ha. Xé ra rồi lấy nó nút, trộn gỏi hoặc là nó xe. Rồi nó dài dữ không? 2 mét mấy á. Hơn sải thầy. 2 mét mấy. 2 mét mấy. Mấy anh tụ tập gì vậy? Mấy anh tụ tập kìa. Tụ tập làm rắn anh ơi. Rắn này sao, rắn này phải thả về thiên nhiên chứ sao mới làm. Dạ đây không thiên nhiên, đây không ai tên thiên nhiên đây anh. Dạ đúng rồi. Kêu điện thoại rồi, bán cái tôm rắn. Có, bỏ anh ơi. Anh chào chào mọi người nè. Lập phiên bản nữa hả? Giới bản. Lúc cầu à. Căng quá, căng quá. Lúc cầu là anh đóng cửa về luôn á chứ rồi. Không, ngoài anh chồng. Anh chồng mà không có kịp là trái biệt thự của ông Minh rồi. Bởi vậy. Ai thủ phạm đâu? Đây. Ai đốt? Đây. Thằng hết đốt cái lò than á, mình để trên cái tấm xi măng nó không cháy, để tấm gỗ nó cháy là. À, cháy gỗ cháy. Đè lên. Mấy anh em đang ra đây ngồi câu cá. Lên được con kìa. Trời nắng thì chắc cá không ăn nhiều đâu anh ơi. Đây sao cái cây con đẻ đùm thôi. Tôi ta chốt. Con này con kia chứ sao em biết được.
bởi vậy mình quay mình đăng cái mình vay lưới lại là đúng rồi đó không? Mình biết sợ cá đi. Không có đến biết sao không? Mình phải dòng giống như mình giữ cá lại á, để mà mùa mưa là cá ăn đi. Cá anh ơi, cá ăn. Đó. Cái gì? Cá nhỏ anh ơi. Ồ, hay quá anh ơi. Ôi, trời ơi. Cá đang ăn anh ơi. Em nghe nào giờ có rắn bông súng chứ đâu có cá bông súng đâu ta. Cá bông súng nè hả? Có cá bông súng nè hả? Anh Nam, có cá bông súng nè hả? Anh giật lên cái lá bông súng. Anh đi câu cá mình đấy quá. Mình nó cầm máy quay là cá không ăn. Có cá ăn kìa. Lên. Nhỏ hả? Biết luôn hả? Biết, chẳng biết. Biết hả? Đây, tiện quá. Đúng nước rồi. Đó, coi lên nè, thấy chưa? Cá bự đó. Đó. Được không? Được không? Đây là tác phẩm của anh đó nha. anh kiệt câu, lên rồi. Anh là câu cá lựa vậy không rồi nha. Câu cá lựa không? Thả đi nãy ơi, cá của hồ á. Cá nuôi anh ơi. Cá nuôi á, thả đi. Cá nuôi anh ơi. Thả anh ơi. Thả đi, dục nó chết. Ủa, cá này má kém rồi, ai ăn sushi nữa. Mình gán câu mấy con để ra chút mình nướng cho má hai nha. Kiếm mấy con lát nướng cho má hai à. Mà nãy giờ mình tưởng nó có con khúc kìa. Nãy giờ mình đắng bắt gần bờ không. Chọc ơi. Ở đây không ai tin Đỗ Thừa gì hết á. Cứ lên cá đi à. anh nói nha. Mấy anh em lên cá bự à. Cá bự lên nào Minh ơi. Ai lên, ai lên. Minh ơi. Minh ơi. Rồi mấy anh em câu đi, dán nhiều lát cơ nướng luôn. Cá năm nay nhiều hơn mọi khi á anh Trọng ơi. Đây là con gắn mới mừng. Đó, thì cho vô mình luộc. Mình luộc rồi mình sẽ bóp gỏi. Đổ nước luộc. Vừa để chặt khúc đi. Chặt ra hả? Ừ chặt ra đi chứ để chặt này. Chặt đã nguyên phanh nó mình nấu chặt khúc, khúc cái hồi mình bóp đi. Ô nó còn sống nữa. Ấm thớt vào cái rửa kìa. Mừng xong rồi nó còn sống nè thằng ếch. Anh chặt cái thằng khúc chứ ai để vậy? Không có điều tại. Trắng màu đẹp quá ta. Màu đẹp á. Thì mình ơi phải đi dắt thêm. Làm gì ạ? Chỉ kéo đâu? Trời. Con này cầm kéo luôn hả? Đẹp không anh mời? Mà bây giờ chồng mà bây giờ tìm cái kéo, quan trọng là cái kéo nó nằm ở nơi đâu. Không, cái kéo mang ngoài làm ơi. Lấy cưa kìa. Có cưa kìa. Lấy cái cưa đã. Dũng ơi. Lấy cưa hả? Chắc sao làm cái đuôi hay không? Gì đó nè. Đó mình lấy cái cưa thiệt luôn mà. Nãy lầy dạ. Đại ha. Được chưa? Khúc lên đi. Con máy à. Nãy giờ. Không có cái này chặt ra khúc cái khoảng biết rồi, biết rồi. Không đừng có chặt cái chặt sẵn chặt khúc khúc. Chặt khúc khúc. Nó khó chặt. Bốn thì con đúng. Anh hơi thấp quá. Sao anh? Dạ sao vậy? Anh thấp quá khó chặt. Đó anh chặt từng miếng vậy đó. Biết sao không? Biết sao khó vậy? Tay thiếu. Có. Sao gỡ tay thiếu á. Mà ngồi xổm xuống cái nữa. Cấn cái bụng. Đó. Nè. Này. Trời. Dẫn. Đứng quá. Rắn này giúp mình nhai được xương anh Dũng. Hừ thớt em rồi thằng ếch rồi. Chứ giờ rắn em mềm quá sao? Ôi nhúm lửa chưa? Hồi chưa vậy. Cái tre vô nó ở. Giữ lưới lại giữ cá lại mà. Có đồ ăn á. Có mấy cá nhỏ ngay nó vô. Còn miếng giấy em đóng được đốt thì nó
không có để em để im cho anh đốt hết cái ghe đồ chơi. Anh mà đốt như vậy mà cháy được á. Rồi sao? Rồi sao? Nói tiếp đi. Nói tiếp đi. Thì em bỏ cái nồi lên. Đốt mà cháy được thì em bỏ cái nồi lên. Anh con, anh con, má là lấy tiền rồi con. Nay con đem kem chống nhục đâu. Cháy không? Cháy không? Cháy chắc. Cháy thì cho vô nhiều nhiều xong cho củi lên. Cháy bị thị, cháy thử, lên quá cháy bị thị. Anh cho củi lên đi. Cho nhiều lên, rồi anh cho ép củi lên. Đó, nó mới cháy được chứ. Tành rồi. Đây không ai tên Tâm. Đâu nó quẹt gì đó anh? Hả? Nó quẹt đâu rồi? Chị hả? Tôi mồi xong tôi cắt rồi ông ơi. Cho em mượn coi. Quẹt gì anh? Ủa thằng nào bữa nó làm rớt anh lầm. Em bực rồi. Nghe hay quá anh. Vô nè. Đã. Thôi chứ trả cho anh đi chứ. Rồi. Thôi đừng bỏ túi. Thôi. Ơi, vô bếp. Rồi. Cho lên luôn. Bê bê cái nồi rắn lên đi. Anh Thịnh ơi. Chưa đâu, để cho nó cháy xong rồi. Cháy rồi được rồi. Nó cháy vậy đi. Rồi cho lên đi. Cháy này tới đâu rồi. Rồi nắp đậy lại. Phải chở bông đen nồi chà chết. Sao? Chút đồ. Cái gì này, cô ba. Cô ba đi về. Lộc à, Lộc. Đó, Lộc ơi, ghê quá Lộc ơi. Nhớ cắt khúc đó ra cho em. Đang, anh em đang cắt hành ra, cắt phi hành. Thôi, đợi đủ rồi. Rồi bỏ mà vũ cái củ hành cho sạch đi. Rồi bỏ vào cái vỏ quả. Sao rồi anh Thịnh? Cũng đang ngồi thôi. Cũng đang ngồi ha? À, cũng đang ngồi thôi. Bỏ anh Hà và anh kêu Hà đi ra. Đó, em gọi cho anh Hà rồi. Anh Hà bực. Phi hành anh Trọng. Phi hành gia. Phi hành gia. Khi này phi hành là lát mình ăn cháo hả anh? Mình ăn gỏi rắn á, mình bỏ lên. À, cho nó thơm ha. Thơm. Em hỏi vậy thôi chứ em khóa món này lắm. Món ruột của góc chia sẻ mà. Ê, phi hành nhiều nhiều chút ăn hành để ăn rắn. Gỏi qua đây không có anh Trọng đâu có hành phơi vô. Thì em không có cũng có nhưng mà nhiều khi phi nó cũng đen đen ăn thì nó cũng không được thơm mấy. Ô bắp cải vô nè, chị Hường với bắp cải vô. Bắp cải con ơi. Chúc các bắp cải nó bắp gỏi nha. Bắp cải bắp gỏi rồi. Bắp cải con chào mọi người nè. Mở áo ra chào mọi người coi. ngại. Giang cởi áo rồi không có chào. Rồi cởi áo thôi, cởi áo cho mát ơi. Bả ngại. Bả ngại. Đây. Anh em đang nướng gà với lại nướng bò. Bò này mình nhúng nước mắm cái đầu mình cho lên mình nướng luôn. Ủa, con gà trứng đã không anh mời? Gà tre đó. Ừ, gà bên chị Hiền. Dạ. Than nhiều quá đúng quá. Bò này cái bò này nhìn ngon quá anh mời. Bò Tây Ninh mà. Bò Tây Ninh hả anh? Bò hả? Nhìn nó tươi ha. Hấp dẫn không? Chuyện hết chưa? Luôn. Bỏ mấy chai đậu. Ốp. Vô đây ăn cái. Đậu không đậu. Ốp vô đây. Con nào cũng có trứng ha. Trộn luôn, trộn luôn, cái da bỏ lên đó. Miếng da này chắc bỏ. Không ăn được đâu Lộc ha. Không ăn được đó. Chắc xung quanh. Da dai lắm, không ăn được đâu. Dài nhất. Để làm gì nịch. Gì nịch anh? Không, này là làm cái né được anh. Lấy da làm cái né để... Vừa á. Xung quanh thôi, đừng chơi xuống giữa. Vừa á. Có né được á, ngon á. Trong kia mấy anh em đang mừng rắn, còn ngoài đây nướng gà với lại mừng bò. Nướng bò.
nướng nguyên con bò luôn, nguyên con bò mừng ra được cái rổ. Còn nhiều cá ăn hết rồi. Sợ nó cháy không bạn? Chết chà. Cháy. Mình nướng sơ sơ thôi. Sợ nó cháy nó tắt rồi. Ôi ôi ôi. Bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường. Hôm nay chị Hiền cặn hai con gà. Dạ. Gà tre luôn đó nha mọi người. Tre con hang gà đó có trứng ngon á, lên trứng ngon ghê. Anh em đang xé phay con hổ để bóc gỏi. Nãy giờ anh chồng xé sao văng ra ngoài cái anh nói sống thành ăn được thịnh, cái anh cũng văng ra ngoài cái sống anh chồng. Thôi mình chồng. Tóm tắt lại như anh thử rồi đúng không? Con nó sống, nó còn sống. À nó còn sống hả? Sao cái này mà sống ta? Thôi thôi nãy thử rồi. Ra thử rồi hả? À chứ em tưởng chưa thử em phải thử chứ. Đúng không anh Thật Ếch? Ừ. Con thử con sống rồi mình phải thử chứ. Anh thử phần nào? Thử cái đầu có đít rồi thử hết rồi. Phải giữa cho thử không? Thử đúng rồi, anh chậm thử. Nãy giờ nó nào thử đều quá rồi. Đều quá. Khó quá hà anh em khó quá ta. Thử đều quá rồi. Nãy ngoài kia thử miếng thịt bò cũng tươi tươi ạ. Ghê ghê ghê, hành kìa thử đi. Hành nó chưa ai thử hết. Hành thì từ từ. Không có đó kéo cắt anh. Kéo đây không có đài tình kéo. Có kéo không? Có để thấy. Kéo chưa? Ừ. Trọng đang chặt cái đuôi bò. Đuôi hổ. Không phải là đuôi bò. Đâu không có xé được chắc đi. Đúng là đuôi hổ mới được cái này thôi mọi người ạ. Đã. Cầm mía chắc ra luôn nhau. Ngon ha. Để anh cầm cho. Hả? Cái này nè anh thử chưa? Anh thử rồi. Thử rồi hả? Ừ. Tan trọng đen thua. Cái nào thử rồi mà không thử được. Có cái chào đặt ngon. Cái dao đèn. Bắp dế cho em. Không anh trồng cá trong kiểu mấy người Nhật sushi á. Sashimi. À, anh Sáu mới vô. Ủa sao không có chén? Ủa mình được có thùng bia đâu rồi? Hôm nay đông vui quá. Quá trời đông. Hôm nay là nhân dịp là một bữa cơm gia đình góc chia sẻ để tiếng anh mười về nước. Anh mười có vài câu muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Nói gì? Nói gì? Sao vậy? anh có sớm quay lại không? Anh có sớm quay lại không? Ngày có thể hôm hai ngày nữa thì anh mười sẽ về Mỹ thì hè năm sau anh mười với trở lại góc chia sẻ. Nhớ cái gì vậy? Anh mời ơi. Thế nào anh qua đó anh câu cá nhớ gửi clip về cho em ha. Ok luôn. Dạ. Rồi giờ mình chúc mừng, mình đang lên mình chúc mừng mọi người. Đừng đi chúc mừng anh mời đi. Năng chén, năng chén. Chén đâu, chén đâu. Năng chén thì chén. Giót đâu, giót kia. Sao bạn gà? Chén là gót đây, đây hả? Bên đây chút mày cầm bên đây thì cũng lon, bên kia thì cũng chén cho trên đụng lon bia. Rồi em mời anh mời á anh chồng ai đó 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 quay cái mặt ra đây nè là dạng bên kia nó rộng đi miếng nó qua đó như còn thiếu người gì chốt còn người lủi thủi làm gì không biết. Ngồi đi anh Phủ. Giữ vị trí đi anh. Thùng này nó này thùng này nó lủng rồi. Bự chút xíu thôi. Kệ nó. Xin nhỏ rõ ràng luôn á. Để đó hai cục cho mượn, xin mượn đôi đủ. Đây đó. Cái tập đoàn cũng sẽ cũng cắn cơ vàng mới đủ. Thì ngày hôm nay còn thiếu mấy anh em nữa. Thì do bận công việc cho nên là không tới góp vui được. Nhưng mà chắc chắn mấy anh em đã sẽ xem video này và chung vui cùng mình và anh Thảo và tất cả mọi người anh em góp chia sẻ ở đây. Chào mọi người. Hôm nay làm cái tiệc nhỏ nhỏ để tiễn anh mười quanh kia thế giới. Anh đi quanh kia có đủ cho ông Sáu cái chén. Không có, từng ớt qua đó câu hết ớt á, mệt lắm. Bên Mỹ có ớt không anh mời? Đông lạnh không hả?
Vậy thường ớt không qua đâu, thường ớt không qua đâu. Không qua kìa mình. Hả rồi. Mọi người lưng chén lên rồi. Hết lon rồi. Chị sức khỏe. Vô. Mày từ từ đi hết á. Thành hết rồi. Hết lon rồi. Nè hả? Thì giờ nâng chén luôn. Rồi vô. Nâng chén với sức khỏe. 1, 2, 3, vô. Vô cái tu rồi sao mà không uống. Cái bệnh giờ còn thông ra thằng ớt lăn đây anh kịp lặt chén không chỗ để mình ơi em đâu có chén đâu bỏ chén đi để đỡ đây được rồi thôi em xin phép mà mang cái đùi gà nha. Bữa này thiếu thiếu muối chấm hay gì á chuột cho chuột đi nè sợ cho chuột chạy quá trời. Cái đó ăn không ra gì đâu. Vô ăn cái đùi gà nhưng mà thịt lại cái miếng da trắng nó ngon hơn cái đùi gà. Vậy là nó không có tốt với em đâu. Già mình lấy cái chén kia mình hứng cái này. Cho bữa đi ăn nghe không? Cái phần đó là cái phần mỏng. Không phải vậy giải vui giải em giải tiêu rồi. Cái này là cái xương rắn. Ai bỏ xương đây. Bỏ rồi. Đi cù luôn. Rắn đục đây là bỏ rồi. Nhai luôn cái xương. Nhai xương luôn. Ủa Minh em không có lon hả Minh? Lo em đâu? Hết rồi anh. Thiếu hả? Hết rồi. Mình lên ra quay phim. Lên lon mới đi. Lon mới, lon mới nè. Mới lên chưa? Gấp nè. Chỉ để anh chờ cái con hổ này lâu rồi. Chặt. Dưới đây mới lạnh. Con người. Rồi vô. Năm nay mình xe rồi. Ôi gà còn sống. Cho nó đi. Cảm ơn nhân chính là nước chảy nước chảy. Anh ơi. Cái này chưa báo thất. Nó hạ tốt nữa, nó phi ra về nó sao ở trong này luôn. Thường tự nhiên bệnh cái mất hết tay nhậu. Cái này thật thôi. Rắn 3 kg mặt bự rồi. Ờ thiệt anh thôi để mỗi lần không biết vô ép anh uống rồi xỉn sai giờ đâu có đâu. Thôi ăn no, biết uống sao nha. Chắc chưa chế độ rồi hả? Chế độ không? Chai cái kia xếp rượu quá. Chai cái kia phải lên cái bình rượu á. Pha nữa đi. Nửa chai. Cái bình nửa lít. Cái bình rượu lên lít hả? Nửa. Bình rượu quá trời chai nè. Uống gì nhiều. Lấy nọc chứ là uống lấy kia đâu có nước bọt. Tông vô mọi người. Chỗ ngồi đi anh. Đó, chỗ đó. Rồi mọi người sắp xếp lưng đây đi. Anh mời ăn rắn sao anh mời? Tuyệt vời không? Này là hàng 3 kg là có kém rồi. Dạ. Không anh mời tự nhiên anh mời vô nằm ở trắng chơi tự nhiên mì mọc đuôi. Rồi cái đồ nó làm gì? Hay chị anh em giải anh nha. Rồi mọi người vô đi chứ. Phong vô kìa. Đi qua sau lưng đó nha anh Phong. Mọi người lưng ly đi. Vô. Mọi người lưng ly nè. 1, 2, 3, vô. Thấy vô thùng đá. Anh Thịnh nè, rắc lư ngủ luôn rồi. Uống đó chứ ngủ. Uống vài ly vô ngủ luôn. Rồi đó, ngủ. Thôi đi ông ơi. Sáu cũng ngủ luôn. Ngủ không biết gì luôn. À, mấy anh em vẫn giờ ngồi ngoài đây. Hôm nay vui quá. Em tới chơi vui. Hai vợ chồng đó mà. Chào mọi người. Mọi người vẫn còn đang giống như con gì không? Giống như con gì mà không hiểu. Rồi anh Mười ngủ luôn rồi. Mười ngủ lấy sức. Thôi video mình xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp mọi người trong video sau. Nếu mọi người thấy hay nhớ like và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem. Mình là giữ lại tất cả mọi người ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Thay mặt những người đang ngủ luôn.